Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay, mình sẽ tiến hành đi giải quyết cái số khoáng sản mà chúng ta đã livestream trong vòng 3 tập trước nha các bạn. Đó. Tập hôm nay chúng ta sẽ đi nung cái số khoáng sản đó để mà coi có đủ cái số may mắn để mà gặp được em Meltan không. À, cái em Tranquil này chưa gì mà đã thách đấu tôi rồi nè. Phun lửa mới nè con. Flamethrower đó nha các bạn. Đó, chết cháy luôn, thành con chim nướng luôn. Rồi, ở đây thì chúng ta có rất là nhiều khoáng sản luôn nha các bạn. Đó, quá chừng quá đất luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi chế tạo mấy cái lò trước nha. Theo mình nghĩ là tập ngày hôm nay mình sẽ chế tạo 100 cái lò luôn nha các bạn, để chúng ta nấu cho nó nhanh. Đó. Thì cái tỷ lệ để mà nung khoáng sản ra cái con Meltan đó, nó sẽ tính theo cái số khoáng sản mà các bạn nung nha. Đó. Ví dụ các bạn nung một sắc là 64 cái khoáng sản nha. Thì chúng ta sẽ có tỷ lệ là 64 chia cho 8192. Đó, tức là 0,0078% nha các bạn. Đó. Cái tỷ lệ nó quá thấp luôn đó. Nói chung thì hôm nay chúng ta sẽ test coi thử nhân phẩm như thế nào nha. Rồi, 4 cái lò nữa là đủ rồi nha các bạn. Đã xong 100 cái lò nha. Và còn một điều nữa, nếu các bạn chỉ nung một cái block khoáng sản, nó nung mà lấy ra thì nó mới xuất hiện nha các bạn. Đó, chứ không phải là nung là nó sẽ xuất hiện đâu. Nói chung là lấy mấy cái sản phẩm nó nung ra thì nó sẽ xuất hiện đó. Như là sắt thành phẩm nè, vàng thành phẩm, silicon thành phẩm và nhôm thành phẩm thì nó mới xuất hiện được mấy em Meltan nó lận. Thì ví dụ nung một lốc thì cái tỷ lệ sẽ là 1 chia cho 8192 nha. Nung hai lốc thì tỷ lệ là 2 chia 8192. Nói chung là cái tỷ lệ rất là nhỏ luôn. Ở đây mình sẽ tiến hành nung một stack luôn cho nó chắc chơi. Đó. Một stack thì tỷ lệ là 0,0078 nha các bạn, như mình nói hồi nãy. Nói chung là nó rất là thấp luôn. Hôm nay đi test nhân phẩm thôi các bạn ơi. Rồi, để mình lên trên mình đặt mấy cái lò cho nó hợp lý cái đã. Còn lại chắc mình sẽ đặt ở giữa này luôn quá. Chúng ta sẽ đặt ở giữa này luôn nha anh em. À da, phải đặt như vậy mới được. Mình đã nhảy lên cao quá, nó không cho đặt. Ok. Rồi, còn 4 cái lò nữa thôi. Mình sẽ đặt ở phía dưới này luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ than vào trong đây nha. Mình sẽ bỏ mỗi cái lò là 32 cục than nha. Tại vì một cục than nó có thể nung được 8 cái block khoáng sản lận. Nên các bạn cứ yên tâm. Rồi. Và như mình nói thì nung cho cái khoáng sản này nó chín ra thành phẩm á, thì lấy ra nó mới có tỷ lệ rớt Meltan nha. Chứ nung không thì nó sẽ không có rớt đâu nha các bạn. Rớt ra cái con Meltan đó. Trời ơi, con đó này nó khó bả chưởng luôn.
Rồi mình sẽ lấy thêm than ra nữa nè. Đặt nãy giờ mà trời nó muốn tối luôn các bạn. 100 cái lò lận, kinh khủng chưa. Và đây là cái lò cuối cùng. Đã xong rồi nha các bạn. Ha, xịn sò liền. Rồi ở đây thì mình sẽ cất số than này vô nha. Cũng như là mình sẽ lấy sắt ra nữa. Lấy sắt, lấy vàng, lấy silicon và lấy nhôm ra. Chỉ có 4 loại khoáng sản được thôi nha các bạn. Đó, những cái loại khác thì nó sẽ không có tính gì đâu nha. Chỉ là 4 loại mình vừa kể thôi đó. Rồi, lấy mấy cái than. Block than nha các bạn, kinh khủng tởm. Trời ơi. Rồi, tiếp tục. Ở đây mình sẽ lấy sắt. Đó, lấy vàng, lấy silicon và nhôm ra luôn nha. Ok. Cất vô. Rồi. Để chuẩn bị cho cái công cuộc lớn này thì mình đã tạo 10 cái rương kim cương đó các bạn à. Chứa rất là kinh khủng luôn. Ồ, có một em Legendary đã xuất hiện rồi kìa. Và đây là Thunderous nha các bạn. Wow, em thần sấm. Ôi, em này thì mình đã có rồi các bạn ơi. Nên chúng ta sẽ không cần, có cần lại một lần nữa đâu. Em Thunderous này. Rồi, để mình giết nó luôn nha. Ăn no rồi cứ xuất hiện hoài. Bữa giờ xuất hiện hơi bị nhiều rồi đó. Đấy, nó chết queo luôn. Nó cho mình cái electric game đó các bạn à. Rồi mình sẽ đi trở về nhà. Và đặt cái số khoáng sản này vào trong những lò nha các bạn. Wow, kinh khủng. Bây giờ phải đặt hết cái số này vào 100 cái lò này nữa. Trời ơi, quá là khổ luôn. Để mình lấy ra cái đã. Đây, quả chừng quả đất luôn anh em. Wow, cái lò này nhìn nó thắp sáng lên nhìn khá là phê ha. Đó, nhìn nó đẹp đẹp sao á anh em ạ. Đó, mỗi lần thì chúng ta bỏ được 8 cái lò. Rồi, chúng ta sẽ lấy những cái block khoáng sản cuối cùng ra nha các bạn. Những cái stack khoáng sản cuối cùng chứ. Rồi, với tỷ lệ 0.0078%. Trời đất ơi, nó thấp kinh khủng tởm luôn. Hy vọng chúng ta sẽ có đủ may mắn, có đủ nhân phẩm để mà gặp được cái em Meltan này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đứng chờ một xíu đi. À hay là mình đi phiêu lưu ta. Chắc mình sẽ đi phiêu lưu một xíu nha các bạn. Đó, đi phiêu lưu một xíu đi rồi tí mình sẽ đi về mà mình lấy cái thành phẩm ra. Ồ có em mèo nè. Ồ mèo có chút xíu à. Dứt nó luôn nha các bạn. Con mèo này thì nó có chút ẻo thôi. Họ nó cho mình cái amulet con. Cái đó thì không có thể chế tạo được. Đó, không có công thức chế tạo các bạn ơi. Khá là đáng buồn. Rồi, mình sẽ tiếp tục phiêu lưu tại cái vùng này luôn nha. Chỗ này là cái extreme hill nè các bạn. Bay lên luôn. Extreme hill này mà leo lên thì nó khổ lắm đó. Đây, phía bên này có một cái rương bokeh nè. Chúng ta sẽ cùng đi qua lấy cái rương này luôn nha. Đi mở rương coi có được Master Ball nữa hay không. Chắc mình nghĩ may mắn của mình dùng để mở Master Ball hết rồi. Chúng ta được cái X-Pick nè. Và có một ông nhà thách đấu cấp 88. Trainer cấp 88. Xử ống luôn. Wow. Wow. Nó đánh cũng mình cũng nửa cây máu các bạn ơi. À tại vì cái con Montreal mình nó đang level 74 à. Hèn chi yếu. Ui, Caesar nè, chết queo. Ồ, hai con Caesar luôn. Ông này giàu phải chưởng. Ồ, Metan, chết queo Metan luôn. Kling hả? Chết queo Kling luôn. Ồ, và như đã có được mấy em Pokemon đó. Nó lên được level mới đó các bạn à. Trời, nó cũng đã tối rồi nè. Ồ, ngoài đây có một cái ông nhà đấu khác. Trainer cấp 73 hả? Nửa cây liền Arcanine hả mày? Xử đẹp nó anh em ơi. Chết queo luôn. Ồ hai con Arcanine luôn các bạn ơi. Quả ông này giàu nha. Chết queo Arcanine luôn. À, lần này là con Rainbow hả? Chết queo Rainbow luôn. Chính so. Trời ơi. Con gì băng nữa. Ồ phía bên kia nó có một cái
trung tâm hồi máu cho Pokemon kìa các bạn. Quả nằm lững lững dưới hồ ha. À, bên đây có một em Shuckle, em boss nè. Shuckle. Để mình kiếm coi. À, nằm ở trên đây luôn hả? Đây các bạn ơi, Shuckle của chúng ta đây nè. Ồ, xài cái tuyệt chiêu Z mà nó vẫn có một xíu máu à ha. Kinh khủng thiệt sự luôn. Ui, đánh em này có vẻ khá là lâu các bạn à. Ồ. Ủa, nó bút cái gì á? Trời ơi, vẫn có một xíu máu thôi các bạn ơi, không xin nhê nó luôn rồi. Trời đất ơi. Nó tự đánh luôn, nó không cho cái con à đây, ở đây mình đã đổi được Pokemon rồi nè. Nó không cho cái con Tornado của mình cái lối thoát luôn. Ui. Sức cồ này gì mạnh quá vậy? Mày một khúc máu. Ui và chết que Pokemon Red của mình rồi. Thunderous ra trận nha. Trời ơi, cũng có được có một xíu máu thôi bạn ơi. Con này nó quá trâu rồi. Pokemon gì mà trâu vậy nhưng mà cũng chết que luôn rồi. Xịn sờ liền. Ngon lành cành đào. Ồ, ở đây có một cái ông, ồ, có hai ông trainer luôn hả? Ngon. Ờ, đây không phải là trainer, đây là Mu Tutor các bạn ơi. Người dạy kỹ năng. Người dạy kỹ năng cho Pokemon nè. Ồ, và chúng ta có được mấy skill cũng khá là xịn sò đó. Để mình coi nó có Dragon Essence không? Hay là có Secret Soul hay không? Trời đất ơi, có được Blue Flare các bạn ơi. Blue Flare. Đây là skill lửa xanh nha. Wow. Các bạn nhìn sát thương của nó kìa, nhưng mà xài được có 5 lần thôi. Wow, có rất nhiều cái kỹ năng rất là mạnh các bạn ơi, nhưng mà mình sẽ không có học đâu. Tại vì nó không có kỹ năng nào cần thiết cho mấy em con của mình cả. Buồn vậy. Ông này tính chạy đi đâu vậy? Tôi chưa thách đấu mà chạy rồi hả? Biết sợ như vậy là tốt rồi đó. Ui, trời ơi. Tôi mới nổi có một xíu thôi mà làm tôi hết một cây luôn rồi. Montreal lên được level mới nè các bạn. Mình đổi qua em Caesar đi. Caesar của mình đang level cao mà. Đổi qua cho chắc. Rồi, dùng tiến hóa Mega, xài skill Iron Head nha các bạn. Đó, lần này lên Mega luôn cho nó ngầu. Chết queo luôn, phải như vậy chứ. Iron nè. Wow. Cũng cấu được của nó rất là nhiều máu các bạn ơi. Mày nè con. À, đổi qua em khác hả? Đi Weeble nè, chết queo luôn. Lại là Raihin. Ông này có nhiều Raihin quá ta. Raihin nè. Wow. Chưa chết được nó các bạn ơi. Để xài một phát nữa coi. Ít Scissor nè. Cắt kéo. Tuyệt chiêu cắt kéo chỉ ít các bạn. Ây da, xài Iron Head cho nó nhanh. Cắt kéo lâu quá. Rồi, xịn sơ liền. Wow. Ông này mặc đồ Giáng sinh hả? Hay vậy trưởng. Để mình coi lại coi. Có skill nào có học được không ta? Thôi, chúng ta sẽ tiếp tục phiêu lô nữa các bạn ơi. Phiêu lô tại cái vùng Extreme Hill này á, chúng ta cũng có may mắn á, gặp được mấy ông học kỹ năng như thế này nè. Và những ông học lại kỹ năng nữa. Ồ, học lại kỹ năng thì chúng ta được học miễn phí. Còn học kỹ năng thì chúng ta phải trả tiền nha các bạn. À, thách đấu tôi hả? À, có một em em Reaper này cũng tính thách đấu tôi luôn các bạn ơi. Chết queo nó luôn. Gọn lẹ liền. Quanh đây có ông nào học kỹ năng nữa không ta? Thì chúng ta cùng... À đây, đây, đây. Có ông nè các bạn. Ồ, vẫn là Mu Tutor nè, ngon. Ồ, à, để mình coi mấy skill coi. Ồ, Raco Meteor. Thiên thạch rồng hả? Ui, mình tưởng Dragon Essence. Ồ, cái skill Raco Meteor này cũng khá là mạnh đó các bạn à. Có như đây, Sunny Day hả? Cái đó skill để mà gọi trời nắng đó các bạn ơi. Dragon Bull cũng ngon đó.
Wow, toàn skill hệ độc không ha. Metal Sao, Shoden. Thôi, chứ cũng không có xịn sò gì đâu. Vãi chưởng à. Đi ở đây gặp nhiều cái ông này thế ta. Ước gì có một ông có được Dragon Descent để mình tiến hóa lên cái con Rayquaza Mega chứ. Trời đất ơi, kiếm ông đó mà cực. Vãi cả chưởng luôn. Đây, bên đây có một ông gì đây. Ồ, cấp 100 hả? Đấu với ổng luôn. Hiện tại thì mình vẫn đang lãng vãng tại cái khu vực Extreme Hill nha các bạn. Khu vực đồi núi. Ủa gì? Một hit chết quen Montrez của mình luôn. Ghê vậy? Mày nè, chết chưa? Treo đu hả? Treo đu nè. Wow, nó còn nội tại các bạn ơi. Nội tại của nó là một máu á. Rất là khó chịu luôn. Một máu thì cũng chết luôn đi. Rồi, Mega lên chơi nó. Cho nó chất. Mega lên nào. Chết queo luôn. Trời ơi. Mấy ông này á, luyện cấp Pokemon với lại luyện cái tiền á, rất là đã luôn. Số tiền của mình đã lên được 76.000 Pokemon đồng rồi các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Ok, dưới đây còn gì hot nữa không ta? Để chúng ta đi một vòng coi thử coi. Extreme Hill. Mém tí là tôi lẹo lưỡi rồi. Wow, sao ở đây nó ít Pokemon xuất hiện quá vậy ta? Có một vài em à. À, bên đây có một ông gì nữa nè. Cấp 66 các bạn ơi. Chơi ổng luôn nha. Clan nè. Ô, Aerodactyl. Lâu lắm rồi mới gặp lại con này. Con này thì to phải chủ luôn. Wow, nhìn nó khá là đẹp hả các bạn. Rồi, xong mày với tao rồi. Aerodactyl chết queo. Ồ, con gì đây? Karakosta. Pokemon cổ đại các bạn ơi. Mấy cái ông tiến sĩ này chơi Pokemon cổ đại của người ta đúng không? Karakosta. Chết queo. Xịn xò vãi chưởng anh em ạ. Ngon lành canh đao liền. Ô, trên đây còn có một ông nào đó nữa nè. Ông này cấp 98 luôn. Magneton hả? Dứt ấm luôn. Nó còn chấm máu bạn ơi. Chắc là do nội tại của nó đó. Chết queo. À, lại gặp cái con này nữa. Lyran. À, lần này là Lyran chứ không phải là Argon các bạn ơi. Không phải là Arin. Rồi, tiếp tục phun lửa nó luôn nha các bạn. Mấy con hệ thép này thì nó sợ hệ lửa lắm. Học được Rat nè. Rat, để mình đọc coi thử skill nó có lợi không. Cái skill Uproot này thì chúng ta sẽ không bị ngủ trong vòng 3 hiệp. Và nó cũng sẽ tấn công trong 3 hiệp luôn. Là tự động các bạn à. Còn để mình coi mấy skill còn lại thì sao. Rat này thì nó sẽ tấn công từ 2 tới 3 hiệp. Và sau đó nó sẽ bị choáng. Ồ, sau đó nó phải rơi vào cái trạng thái hỗn loạn chứ. Cũng xịn đó. Wow, và đây còn một cái ông trainer khác nữa các bạn. Ông này, à, anh cảnh sát. Anh cảnh sát cấp 84. Dứt luôn nha các bạn. Trời ơi, phun lửa cho nó cháy luôn. Hao đâm hả? Ây da, mình xài skill hệ lửa với con này không được rồi các bạn ơi. Phải xài skill hệ bay mới được. Chết queo luôn. Nuzzpool. Chết luôn. Chỉnh sò. Nãy giờ mình cũng đang đào thêm mấy cái Thunderstone Shack nè. Để mà tạo ra được cái bộ giáp bằng đá Thunder đó các bạn. Bằng đá điện. Không biết cái bộ giáp đó nó có cách cách được sấm sét không ta. Rồi. Ủa, trên đây còn cái gì nữa hay không? Ồ, cái này mình đào rồi hả? Tức là chỗ này mình đã đi qua rồi. Hay vậy. À, đi hướng bên này mới đúng các bạn ơi. Còn có cái ông nào học kỹ năng nữa không?
dạy kỹ năng nữa không? Để cho tôi học với. Không có thấy hết à. Ồ, trên đây có một ông. Ông này là trainer thôi các bạn à. Cấp 70. Sử đẹp ổng luôn. Ồ, ôi. Ồ, Sixer hả? Ông này trade Pokemon với ai mà tiến hóa lên con này đẹp quá vậy? Mắt nét ton. Chết luôn. Arin hả? Arin chết queo luôn. Gọn trơn anh em ạ. Xịn vãi. Xuống dưới này coi còn cái ông trainer nào nữa không. Ồ, dưới đây là một cái vực sâu hả? Hay vậy. Rồi tiếp tục thôi các bạn ơi. Ở đây thì mình đã search cái con Delibird rồi. Nó cũng xuất hiện tại cái vùng Extreme Hill và những cái vùng lạnh vào buổi tối, nhưng mà nãy giờ đi thì vẫn chưa thấy anh em ạ. Xui vậy. Được 3 cục Crystal cũng khá là ngon đó. Tiếp tục nữa nào. Ồ, đây rồi. Ông này là gì đây? Ồ, này là người dạy kỹ năng đó các bạn ơi. Ồ, Hero Cannon hả? Còn có skill nào nữa không? Hình như là hết rồi. Origin Boon. Electro Web. Wow. Được cái Hero Cannon này khá là mạnh các bạn ơi. Học bằng 15 cục kim cương. Chắc mình sẽ lấy kim cương ra mình học cho con Greninja quá. Rồi cái rương, cái ba lô đựng kim cương của tôi đâu rồi? Đây. Học cho con Greninja luôn các bạn. Skill Hero Cannon này nè. Mình sẽ thay bằng Lit nha. Lit có 30 sát thương thôi. Thay luôn. Tốn hết 15 cục kim cương. Xịn vãi. Để mình coi thử còn có cái skill nào mà học được nữa không. Chắc skill hệ nước nữa quá. Origin Boon. 110 sát thương. Ôi cũng khá là ngon các bạn ơi. Nhưng mà sao mình học không được vậy ta? Hình như cái con Rin của mình nó không có thể học được skill đó anh em ạ. Origin Boon. Ồ, không được rồi. Skill U-turn này thì được. Khá là đáng buồn. Nhưng mà thôi kệ. Ở đây thì mình bấm vô Origin Boon không được nha các bạn. Tính ra cái tiền mà học đó, nó cũng không có đến nỗi mà mắc quá ha. Nên mình đã dỡ hết một cái ba lô theo luôn. Nói chung là cứ gặp mấy ông này thì cứ học thôi. Rồi, khá là xịn sò đó. Và trời nó cũng đã sáng lên rồi. Bên đây còn có một cái con boss nè. Chiêu đu. Trốn ở đâu vậy? Để tôi đi kiếm nó coi. Kiếm nó để mà test cái skill vừa học của con Greninja coi. Ây da. Để xuống này đào quá. Đây, nó đây rồi các bạn ơi. Treo đưa của chúng ta đây rồi nè. Quang hụt. Ủa, lại trúng. Dậu lại thì chứ. Đây, tuyệt kỹ Z lên nó thành Hyro Voltage nha các bạn. Và rất là nhiều sát thương luôn. Quá xịn. Lại một phát thì xịn sò liền. Còn gì bằng nữa. Ai, cái vùng đồng cỏ này có cái gì hot không ta? Để chúng ta đi kiểm tra thử coi. À, trainer nữ anh em ạ, cấp 96 luôn. Wow. Gái anh em ơi. Magic Cap chết queo. Và em Greninja của mình đã tiến hóa lên Mega trong trận chiến nha bạn. Khi mà chúng ta đánh bại một con á thì nó sẽ tiến hóa lên Mega đó. Để mình thử tuyệt kỹ Z thử có được nữa hay không. Ủa lên Mega nó không xài được skill Z hả ta? À hình như mà hồi nãy mình xài skill Z trước rồi. Ồ chắc tí mình phải test sau vậy các bạn à. Trước mắt đi qua xử cái con Manetric cái coi. Cản đường tôi hả? Cái con rắn này. Ekan à. Đây Manetric. Xử luôn nha anh em. Rồi. Khi mà xử xong con này mình sẽ đi. Mình kiểm tra thử coi cái con Ren á. Khi mà lên Mega. Nó có dùng được cái tuyệt kỹ Z hay không? Xịn sò liền. Wow, nó cấu máu mình cũng đau chứ. Nhưng mà nó chết queo rồi. Xịn vãi. Có con boss, nó Zubat kìa. Mày thôi kệ nó đi.
Mình vẫn đang quanh quẩn tại mấy khu vực này thôi các bạn ơi. Trời đất ơi, đi kiếm cái con rùa pháo nước nhỏ nhỏ nè. Cái con rùa nước chứ. Thêm một em huyền thoại nữa đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Và lần này là Suicune nha. Trời ơi, con này thì mình đã có rồi. Mình có hai con nữa là đằng khác. Thôi để mình đi qua mình coi thử Suicune này nó ổn áp không. Ôi nhìn nó cũng khá là to anh em ạ. Ôi Suicune này cái thước bự sao á, nhìn bự quá. Nhìn to với chưởng. Rồi chơi nó luôn anh em ơi. Giật điện cho nó chết queo luôn đi. Chết queo. Và nó cho mình một cái vòng, cái sợi dây chuyền để đeo cho hệ nước đó các bạn à. Nó sẽ tăng sát thương cho mỗi mình hệ nước á. Trời đất ơi, cặp hai em legend mà mình đã có hết rồi, cay thiệt sự luôn. Lại là mình tại vùng extreme hill cộng đấy các bạn ơi. À đây đây đây, ông tiến sĩ cấp 67 hả, để mình test bằng cái con Greninja luôn nha. Trước mắt thì phải đánh bại một con Pokemon đó thì nó mới tự động tiến hóa lên Mega lận. Rồi bây giờ mình sẽ test coi thử có dùng được tuyệt kỹ Z hay không. Đó, Mega đã lên nha các bạn. Ủa, cái gì ghê quá vậy. À, vẫn dùng được tuyệt kỹ Z anh em ạ. Wow, gọn vãi chưởng luôn. Ui, quá xịn rồi. Vậy chúng ta đã có thể biết được cái con Greninja này khi mà dùng khi mà tiến hóa lên Mega thì chúng ta vẫn có thể dùng cái tuyệt kỹ Z. Và còn một con tiến hóa đặc biệt nữa, đó chính là con gì quên mất tiêu rồi ta. Con Rayquaza các bạn à. Rayquaza nó cũng tiến hóa không có dùng đá. Đó, để hôm nào mình học được cái skill Dragon Ascent cho con Ray á, rồi mình đi mình test thử nó dùng được cái skill Z hay không. Còn con Ren thì chúng ta đã biết rồi đó nha. Ớt Ninja có thể dùng tuyệt kỹ Z khi mà tiến hóa Mega nha. Đó. Còn mấy cái em Pokemon khác thì không được đâu nha các bạn. Tại vì chúng ta chỉ có đeo một slot cho nó thôi. Đó. À em Whismur hả? Dứt nó luôn. Wow, cho cái kẹo nè, ngon vậy. Mình sẽ cho em Tornado lên cấp 90 chứ. Ngon lành canh đào liền. Wow, bên đây có một ông cảnh sát nè. Để mình qua mình test cho thử em Ren lên Mega dùng từ kỹ Z một lần nữa nha các bạn. Ui, cấp 60. Wow, cái này thì quá gọn luôn. Ồ, hao đua hả? Hao đua nè. Rồi, khi mà đánh bại một con thì con Ren nó sẽ tự động lên Mega nha các bạn. Đó, ngon lành cành đào. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng tuyệt kỹ Z thôi. Chết, queo nó luôn. Và đây có một ông trainer nữa các bạn ơi. Xử luôn nha. Và con Ren của mình nó đang tiến hành lên Mega rồi các bạn ơi. Rồi dùng tuyệt kỹ Z thôi. Trời ơi, một khúc máu luôn. Chết què mày luôn. Wow, nó cấu của mình cũng rất là nhiều máu chứ bộ. À, và tại vì con này cấp 74 lận. Ôi, chết queo con Ren của anh rồi. Ravealer nè. Con em Rockin' Roller này nó cũng có cái nội tại là hồi lại một máu nha các bạn. Chết queo Rockin' Roller luôn. À, Divisable nữa hả? Wow, con này cũng có nội tại hợp một máu. Cay vậy. Ui, và nó đánh cái con Tornado của mình còn một máu luôn kìa. Chết queo con Divisable luôn. Này thì đổi qua con Scissor nha các bạn. Arin nè, ngậm củ tỏi nha.
Rồi bên đây có một em boss nữa nè, Piku Moku. À đây rồi, trời đất ơi, xử nó thôi anh em ạ. Nó bút cái gì á. Ui hình như mình xài cái em Montret nó không có được hợp lý cho lắm ha. Montret chắc đánh lâu lắm. Mình sẽ chuyển qua em Zapdo đi. Zapdo xài Thunder thử. Xài không được. Làm lại một phát nữa các bạn ơi. Wow, cũng cấu được của nó một xíu máu thôi. Con này nó trâu vậy. Oh, hên quá mình được một cái critical hit. Quá xịn sò luôn. Real back nó nha các bạn. Ôi, này nó trâu kinh khủng luôn á. Tiếp tục. Chết queo nó luôn. Sời ơi, xịn sò liền. Ô, oh, đây, và cái em Swoto của mình đã xuất hiện rồi các bạn ơi. À, con này mình tìm bấy lâu nè. Ôi, và nó đang thách đấu với con cú hả? Ồ, nó đang đấu với con hút hút các bạn ơi. Rồi, mình sẽ đứng đây và cổ vũ cho cái con Swoto này nha. Lần này là phải chiến thắng con cú đó. Nó mà thất bại thì coi như là công cốc luôn các bạn ơi. Con cú này thua đi. Ồ, nó con cú cấp 17 lên các bạn ơi. Sợ bãi. Bọn này nó đánh lâu quá ta. Thôi bỏ đi mấy đứa ơi. Ôi nó đánh lâu vậy chưởng luôn các bạn à. Ô và con cú đã chết queo rồi. Rồi sẵn tiện thu phục luôn cái con Swoto này nha. Trời ơi tìm nó bấy lâu nay các anh em ạ. À, xịn xò liền. Chala. Và chúng ta đã thu phục được em Swoto rùa nước rồi nha. Mình sẽ xóa game sát hai con này luôn. Là Swoto và con Swatoto nha. Rồi thì mình đã có sẵn một con rồi. Đó chính là con rùa pháo nước. Ồ, con Blastoise á. Mình chỉ còn cấp 1 với cấp 2 là Swoto và Wastoto thôi các bạn à. Con này thì cấp 16 rồi. Và nó không cộng không trừ. Kích thước là nguyên mẫu luôn. Chắc mình sẽ đi qua cái tòa tháp ma để mà luyện. Đó, qua tòa tháp ma để mà luyện cho nó lẹ anh em ạ. Cấp 16, vậy thì lên cấp thì con này nó sẽ tự tiến hóa thôi. Đó, chết queo. Xịn liền. Và em Swoto của mình đang bắt đầu tiến hóa rồi nha các bạn. Ồ, ngon lành canh đào. Wow, đẹp chưa. Và nó đã lên thành con Wastoto nha. Mình sẽ học thay skill withdraw này đi. Withdraw đi. Ở trên còn có một con boss nữa là con Chandelure kìa các bạn. Để mình thách đấu cái con boss này luôn nha. Chandelure. Đâu rồi? Đây, nó đây các bạn ạ. À. Ui, có máu đau vậy. Ui, chết queo Montret của mình luôn. Mình sẽ chuyển qua con Tornado để mà chơi nó nha. Đây. Black Hole. Hồi một xíu máu liền. Còn lại một xíu máu luôn. Dark Spoon đó. Chết quèo nó rồi. Còn nó cho mình bất kỳ âm Z các bạn à. Rồi cắt vô thôi. À cái em Hunter này còn quyến liếng tôi hả? Không cho tôi về hả? Chết nó luôn anh em à. Rồi bây giờ mình có thể về nhà được rồi. Quá xịn xò luôn. Và chúng ta sẽ cùng lấy mấy cái thành phẩm này ra để coi thử có được cái cơ hội không nha các bạn. Ôi có vẻ cái cơ hội nó rất là mỏng manh luôn. Mấy cái stack đầu tiên chưa thấy được cái gì luôn rồi nè. Khổ quá trưởng. Trời đất ơi. Không chịu xuất hiện anh em ạ. Khó lắm. Mình sẽ cất hết vào ba lô trước nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục lấy tiếp nha. Gần tới những cái lò cuối cùng rồi các bạn ơi. Ui nó khó vãi cả trưởng luôn á. Và ủa hết rồi hả? Hình như chúng ta đã lấy xong rồi các bạn à. Và không có cái em Meltan nào xuất hiện hết. Nói chung tập ngày hôm nay thu phục được em Swoto và tiến hóa nó lên Wastoto là được rồi. Ngoài ra thì mình còn có một em nữa đó là Blastoise. Đây mình sẽ cho các bạn coi hình dáng mega của em Blastoise nha.
Blastoise, Venusaur và Charizard là một trong ba em có Mega đầu tiên trong cái gói mod này luôn nha các bạn. Quá đẹp luôn. Blastoise thì mình cũng có thể cởi được các bạn à, nhưng mà cởi nhìn nó khá là ngu. Ok, nói chung thì tập hôm nay nó không có được may mắn để mà gặp được cái em Meltan rồi. À, Meltan chứ. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên mang lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này. Và đừng quên like cái bài Fury Gaming để nhận được thông báo mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.